Hello, nó vừa thấp đã không? Quá đã luôn. Đây là dừa sim. À, cây thấp thấp thấp. Đầu tay đụng. Quá đã. Hôm qua vườn mình đi khám phá. Đó. Bộ khách ở trên bờ rồi, ở trên kia mình đi khám phá, đi mình ơn nó vô vườn khám phá vậy đó. Cây bưởi, cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn nó đã không? Quá chi là đã. Quá đã luôn. Cá hồ nước, hồ cá dữ lắm. Đó. Cây trái. Nói chung là họ trồng bưởi không nhãn là chính. Hai bên là này, nhãn lồng hay như tiêu gì. Nhãn trồng bưởi là chính. Chủ yếu là bưởi với nhãn. Với lại dừa, ba thứ đó, đó. Bưởi và dừa đó. Đây nè, già thôi. Sức đeo hồ bơ hả? Đúng rồi con. Trộm sáng đi ăn trộm sáng vừa. À, tham quan vườn miệt vườn. Cây trái thì thấp, quá thấp. Đó, vừa xem đứng đứng đụng tay đó. Quá đẹp. Tham quan vườn vườn cây. Đó, ai du lịch thú em nha, dẫn đi nha. Đó. Đó, bữa là vậy này đó. Rất tuyệt vời. Bữa dừa cây ăn trái là thấp. Đó, dừa này. Lấy dao chặt uống nước luôn. Quá trời là đã. Này là miền Tây. Bưởi dừa nhãn đó không, bưởi dừa nhãn đó, bưởi dừa du lịch miền Tây. Du lịch miền quá ok. Du lịch miền Tây là ăn bưởi trên cây, ăn nhãn miền Tây nha. Nhãn nhiều lắm. Nhãn bưởi dừa nhiều lắm.
nhãn, bưởi, dừa, chuối, đủ thứ hết. Mà toàn là thấp 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 không, dưới đất không, không có ở trên cao, dưới đất không.